xin chào tất cả các bạn đã mới đến hay là quay trở lại với channel của mình là channel Team Lab, một channel dạy breaking từ cơ bản đến nâng cao. Và hôm nay thì mình sẽ học một bài khá là khó và khá là advanced nâng cao, đó là cách chuyển từ thế kia này sang thế kia khác. Một câu hỏi mình nhận được rất nhiều từ channel của mình. Vậy nên nếu bạn nào chưa thành thục hay là mới đến breaking đầu tiên thì mình khuyên các bạn nên hãy tham khảo ở phần mô tả dưới đây. Mình có những danh sách file A đã chia thành những level 1, 2 và 3, theo thứ tự từ dễ đến khó để các bạn có thể lần lượt làm quen được với những động tác đấy và xây dựng cơ thể của mình dần dần khỏe dần lên để phù hợp với động tác nó khó hơn. Vì nếu như mà các bạn động cơ thể mình chưa sẵn sàng, những cơ bắp mình chưa đủ khỏe và mình bước cao qua mình sẽ bị phục chân và có thể không chịu nổi và gây ra những cái chấn thương không đáng có. Ok, đến với bài học hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển từ những thế kem mình đã biết rồi, ví dụ là baby freeze, shoulder freeze, chair freeze và elbow freeze để tạo hoàn thành những cái combo ngắn làm cho cái điều nhảy của mình trở nên phong phú và bắt mắt hơn. Rồi, thì điều này hiển nhiên là để đến được bài học này thì các bạn cần phải thông thuộc hay là master và hành thuật thầy những thế kia này rồi. Tức là các bạn sẽ giữ nó cách ổn định. Ví dụ, nếu là baby freeze thì giữ chắc cái này, không có lung lay, không có rung không nào. Cũng là chair freeze thì ổn định thế này, không có lắc được rồi và té như vậy thì ổn định. Rồi, cũng như là shoulder freeze mọi thứ nó phải chắc ổn định và các bạn phải thoải mái khi thực hiện được này. Cũng như là elbow freeze sao? Okay. Rồi, nếu như các bạn chưa hạnh phúc được hết tất cả những thế kia này thì mình khuyên các bạn nên và qua cái clip trước đó của mình tập cho hạnh phúc những động tác này trước, sau đó về đây để học cách chuyển. Thứ nhất, em cũng mặc bài hôm nay là cách chuyển chứ không phải là cách tập kè. Alright, cách chuyển từ thế kè này sang thế kè khác. Alright, rồi mình bắt đầu với lại thế kè đầu tiên là từ body free sang chair free. Mình làm như sau. Rồi, đa phần bạn làm body free mình sẽ làm thế này, đúng nào? Rồi, ở đây này, để mình xuống chair free thì đầu tiên cái chân sau mình nắm chân này, mình sẽ chuyển về phía trước. Ok, đó là hai tầm nhé. Chuyển lên phía trước. Sau đó chân ở phía trước này giờ về phía sau. Đồng thời vừa mở ra, tay mở ra sử dụng để chỗ cơ thể mình được giãn ra và cái mặt của mình không bị tăng gian. Mở ra và mình sẽ có chair freeze. Rồi, vậy thì cách chuyển này là gì? Để chú ý, các bạn sẽ thấy cơ lưng sườn, cái phần cơ của mình nó sẽ giãn ra, cũng như là cái cơ của mình nó sẽ giãn ra. Thì các bạn có thể thấy là nếu mà baby freeze đang ở kia baby thì cái người mình sẽ gọi là ôm vào thẳng khuôn mặt. Tuy nhiên khi làm chair free thì người sẽ mở ra, thì cái vị trí tay nó không nằm từ đây này, nó sẽ chuyển qua đây và mọi người mở ra, vươn người ra. Đây là cái khó của việc chuyển từ baby free sang chair free. Nó không chỉ là vị trí chân đông, nó là cái vị trí của chỗ vị trí người nữa. Mở hết người ra thì các bạn mới dùng thẳng mặt được. Rồi, các bạn chú ý lại cho mình nha. Các bạn chú ý cái phần cùi chỏ này của mình được không nào? Rồi, các bạn chú ý cái phần ngực của mình mở ra và cái phần chỗ này mình buông ra. Rồi, các bạn phải baby freeze. Ok, ngồi lên khuôn mặt này. Rồi, chuyển chân này. Rồi, mở ra này, mặt ngực mở ra, tay buông ra. Ok, và cùi chỏ này ở ngay không? Đây, ngay phần không này. Ok. Alright. Và đó là cách chuyển từ baby free sang chair free. Và điều mấu chốt bạn phải lưu ý là mỗi người hay là vươn người ra thì cái thế kè của mình nó mới từ khu hẹp ra từ khu vòng mở ra thì nó mới ổn định. Rồi, đó là cách chuyển từ baby free sang chair free. Rồi, bây giờ hẳn các bạn đã biết về mình sẽ tính phần tiếp theo là từ shoulder freeze lên baby free nhé. Shoulder free kia vai như thế này. Ok, các bạn phải đặt từ đó
Rồi, vậy thì để chuyển từ KeyBind lên KeyBind Freeze thì nó cần một điểm này. Ví dụ như KeyBind bài này, các bạn đúng không? Thì các bạn biết là khi mình chuyển sang KeyBind Freeze thì bài của mình nó phải lật vào cái này. Đây là cần chú ý ha. Như thế này, ha, đây này lòng này đang mở ra. Khi mà chuyển về KeyBind Freeze thì mình tay xuống, cùng chọn mình sẽ bảo không. Ok, đặc biệt là từ đây ha, năm ngón tay mình sẽ lật về sau nè, xuống. Rồi, vậy thì cái câu hỏi bạn ơi đặt ra là vậy thì làm sao từ cái kia vai nè, bằng đủ sức nặng cơ thể để lên như vậy mình có thể lật tay lại. Ok, mình sẽ tập như sau. Đầu tiên ha, các bạn phải là quen được lực đúng này nè, thu hai chân lại bốn lần nè, bốn lần. Rồi ha, hãy giữ đầu tiên ha, hãy giữ ở kia vai trước. Nếu bạn chưa quen được bốn thì tập thu chân trước, hai chân mình cảm nhận được, sau đó quen rồi thì đúng rồi, đúng rồi. Ok, bây giờ kết hợp với đào vuông tròn thì mình sẽ bắt đầu thu tay vào và mình sẽ có được belly freeze. Rồi bây giờ mình sẽ là chặt mặt ha. Bây giờ buông xong thì để kiểu nào buông. Ok ha, tại vì mình không muốn làm luôn tuột mà các bạn sẽ hiểu được ha. Buông lên nhìn xuống ha, tay này xuống. Rồi, lần nữa nhé. Shoulder freeze, buông chân, hạ tay, xuống. Ok. Rồi, các bạn làm như vậy dần dần cho quen được cái chuyển động của tay. Nhớ nha, rất là quan trọng. Từ đây như thế này, hai các bạn sẽ làm quen, thực sự làm quen với nó. Tại vì nếu các bạn không làm quen và các bạn chưa lật tay đúng nhanh thì có thể là cái ngón của mình sẽ còn đây. Và cái gì sẽ đến đó, nguyên là hạ xuống. Thì xui lắm thì bạn sẽ bị ngay ngón tay phút này ha, hay ngón tay này bạn sẽ bị như thế này. Và đó là đau à, và tệ nhất là mình sẽ bị hạ ngón tay phút này. Đó là khi mình chuyển cái này, tập dần dần cẩn thận hay như sau. Shoulder freeze, buông lên, chuyển. Rồi, vậy thì các bạn sau khi bạn tập cái này quen rồi thì đây là cái cách chuyển mà mình nên chọn. Như sao? Buông, để các bạn. Như bạn trái nha, để các bạn. Ok. Rồi, thì một điều chú ý nữa là khi mình chuyển từ kia vai và kia freeze thì chân thẳng lên thì khỏi búng ngang qua nữa. À, cái búng ngang qua hồi nãy là để các bạn tập lật tay, lật tay vô. Khi mà đã lật tay quen rồi thì sẽ búng thẳng chân lên, tạo ra một không gian và kéo lại nhanh về. Như sau, búng nặng lên nè. Ok, và đó là cách chuyển từ shoulder free sang baby free. Wow, vậy thì để chúng ta có làm ba cách luôn nhỉ? Shoulder free, baby free và chair free không? Ok, được chứ? Mình có thể mà biết cách bảo rock được lúc nào? Bảo mặt rock shoulder freeze, baby freeze, đổi, chair freeze. Ok, thì yeah. À, thì mình đã học được cách đổi ba cái rồi, được không nào? Vậy thì thế này, tiếp theo, à, mày sẽ hỏi là vậy thì mình có chuyển từ elbow xuống shoulder freeze được không nhỉ? Được chứ? Right, nó sẽ làm sao? À, mình có elbow free như thế này. Rồi, để tập theo bộ free thì mình sẽ làm như sau. Ở đây mình sẽ làm ngang để cho bạn dễ thấy. Đây. Rồi, thì khi mà làm elbow free để mà rốt xuống shoulder free thì hiển nhiên cái tay của mình đây không? Cái tay chống cái này. Bạn hạ xuống, đi ngược đi trước, thay đổi cái vai của mình. Hạ xuống, như sau. Đây. Này. Rõ ràng. Đây nha. Elbow freeze, elbow freeze. À, mình lọt cái tay mình vào để vào được shoulder freeze. Rồi, từ cách tập thế này. Rồi các bạn đặt hai chân dưới. Từ đó dùng ăn để mình làm quen với mình quay.
Thì khi nào vai quen rồi bắt đầu thử nâng phong lên. Thì sao? Nghe nè, ta còn tự biết đó xuống. Rồi, khi bạn đã quen với mức độ này rồi, nâng phong lên để xem xíu nữa. Đấy, cái này đó xuống rồi quên. À đó xuống rồi quên. Rồi, và chú ý khi mình kê xuống vai thì phải là vào vai nhé, là vào cơ vai này nhé, chứ không phải là vào xương cái đâu. Ok, bạn nào mà cảm thấy là kê vai xương cái đâu thì khi là bạn đang chụp chụp sai đó. Ok, đây, phần thịt này, phần thịt này ha, à, phần cơ, đây, phần cánh tay này, nó sẽ là phần chủ cho mình, chứ không phải là ở phần này. Đúng nè. Rồi, khi bạn quen rồi thì mình có thể áp dụng vào shoulder elbow freeze. Elbow freeze dừng tay quay và mình sẽ có shoulder freeze. Đúng nè. Rồi, lần nữa nhé. Elbow dừng quay và mình có shoulder freeze. Từ đây thì yes baby freeze đổi yeah freeze. Ok. Yes, đây là cách chuyển nhưng mà nó là quá rất là khó và khá là nâng cao và nó đòi hỏi cái cổ tay của mình phải rất là khỏe rồi ha. Và cái cổ tay này khỏe cũng như cơ thể mình khỏe là do được rèn luyện từ những cái kê cơ bản nhất, baby freeze, chair freeze, shoulder freeze và elbow freeze. Nếu như các bạn chưa tập hoàn thục những cái thế kê này thì đừng mũi bạn vào bài này, nó sẽ gây ra những cái bạn bị chấn thương không đáng có. Tại sao mình biết? Bởi mình bị rồi. Ok, mình tập quá nhanh, tại vì mình nhẹ nhòi quá, mình nghĩ là mình làm được. Và tất nhiên hiển nhiên là khi mình tập solo free ha, tay mình bật lên không nổi, hai cái tay mình bị nhấc xuống cơ thể, rất là đau. Mình nghĩ là có biết gì gãy không? Mãi mà bị gãy. Rồi, rất là đau ha. Và tưởng tượng như là trong mình cầm tay á, mình kéo nó đi về này và cả thể mình đè xuống nó, ha, rất là đau. Nên là đừng vội vàng ha, chỉ đừng chỉ vì họ là cái này ngầu quá. Và chắc là mình sẽ làm được ha, đừng có cảm tính, được không nào? Và chắc chắn là mình đã vào này. Ok, vững vững rồi, mình cảm nhận được vững rồi, mình cảm nhận được cơ thể mình cũng quen rồi và nó vững rồi, ổn định rồi thì mới tập vài này, hai tập thế chuyển. Tại vì nếu không các bạn sẽ gây ra những cái chấn thương nó không đáng có, nó sẽ rất là lâu. Và cái phần tại và tại sao mình luôn luôn nói về chấn thương và cái việc nghỉ lâu, tại vì khi các bạn nghỉ lâu khoảng 2-3 tuần thì tất cả những bài tập trước đó nó vô nghĩa vì cơ thể sẽ quên những cảm giác đó. Và kèm theo là bạn sẽ sợ làm cái đó. Ok, mày sợ, mình sợ không biết mình tên cảnh nó học hay xoay nó học, cảm giác nó rất là khó chịu chỗ nào. Vậy nên là khuyên mình chậm chắc cứ từ từ chút một ha. Vì đây là một video clip nên bạn có hoàn toàn phải dừng lại, tua ngược lại, xem lại cách chuyển của mình, được không nào? Để cho bạn có thể tập nó cẩn thận nhất có thể. Vì đặc biệt là các bạn tập mình ha, không có người, đặc biệt là khi mình tập mình hay là không có người tập trung thì sẽ rất khó cho các bạn, bởi vì không ai đó đúng là chỉ họ tập chậm lại rồi đặt tay thế kia sẽ rất khó cho bạn. Nên là đó là khuyên của mình ha, cứ tập từ từ cảm nhận cơ thể của mình. Và nếu như các bạn đã tập như thế rồi mà có những thắc mắc hay là chưa làm được thì mình có thể những cái tài khoản Facebook, Instagram ở đây, các bạn hãy nhắn tin cho mình hay là quay clip bạn làm tác đó cái chuyện thay đổi nào, mình sẽ xem đó và mình sẽ cho bạn lời khuyên cũng như là những cái phản hồi để giúp bạn tập luyện an toàn và hiệu quả hơn. Ok, rồi hôm nay chúng ta đã hoàn thành được cách chuyển elbow, shoulder freeze, baby freeze và chair freeze ha. Và các bạn tuy nhìn nó khó chứ thực ra đây cũng là cái vấn đề của cơ bản cách chuyển freeze thôi, nó còn những cái thú vị hơn. Nên là mình hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn trong channel của mình. Vậy đó là để nhận được những bài hướng dẫn cao cấp hơn nữa thế free này thì đừng ngần ngại cho mình một like, một subscribe để nhận được những bài hướng dẫn tốt nhất, cũng như là cái like của bạn, subscribe của bạn, nó là một cái chỉ vào cái con số để giúp cho đội ngũ của mình nhận được là đội ngũ này làm tốt và sẵn sàng công việc tốt hơn được các bạn. Ok, video dài rồi, cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình. Vinh Nguyễn, Represent Team Lab. Peace out.